Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa và 20 giờ tối. Và thưa quý vị, trong cái điều kiện ở Việt Nam hạn chế quyền tự do ngôn luận là lý do vì sao các cái hệ thống kênh YouTube của Việt Thành KTV thường xuyên bị đánh phá và vô hiệu hóa. Đó là do chúng tôi xin kính đề nghị các cái quý vị, những khán giả trung thành cũng như những cái thành viên mới của KTV hãy đăng ký các cái kênh dự phòng của chúng tôi bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh đang khai thác hiện nay có hai kênh KTV 3 và KTV 5. Những ai chưa đăng ký, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo sẽ dẫn tới những cái trang dự phòng KTV 3 và KTV 5. Sau đó xin quý vị bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông báo mới nhất của chúng tôi và theo dõi chương trình của KTV một cách thường xuyên liên tục. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2024, ngoài các tin tức liên quan tới chính trường Việt Nam, một cái bản tin đáng chú ý đó là truyền thông quốc tế đồng loạt đưa cái bài bình luận của Reuters cho rằng đấu đá chính trị bất ổn của Việt Nam đã khiến cho Việt Nam thiệt hại nhiều tỷ đô la, đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài đã tháo chạy khỏi Việt Nam. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài 2 tỷ đô la đầu tư chứng khoán, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, điều đó hoàn toàn khác với cái quan niệm của chúng ta khi cho rằng lãnh đạo Việt Nam thằng nào lên cũng thế mà thôi. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bằng bản tin thời sự. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 14 tháng 5 năm 2024 thông báo Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay 4.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 135 năm 2020 của Quốc hội khóa 14 để tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines. Lý do xin gia hạn trả nợ theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn vì Vietnam Airlines hiện rất khó khăn về tài chính do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 17 tháng 5 năm 2024 nhận định với Đài Á Châu Tự Do về việc này. Đại dịch COVID-19 đã qua. Trong suốt 2 năm nay, mọi thứ coi như đã trở lại hoạt động bình thường. Các chuyến bay cũng vậy. Một ví dụ điển hình là hãng hàng không quốc gia của Singapore đã đạt lợi nhuận kỷ lục cho năm tài chính 2024 và đã chia sẻ lợi nhuận đến nhân viên bằng cách thưởng cho họ gần 8 tháng lương. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam ngược lại, không có tiền trả nợ. Đó chứng tỏ một điều rằng cơ quan điều hành của hãng hàng không này có vấn đề. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, thay vì xin quốc hội khất nợ đối với khoản vay, chính quyền trước hết cần phải cử đoàn thanh tra và giám sát các hoạt động của hãng hàng không trong năm qua. Ông Vũ nói tiếp. Về lâu về dài, chính quyền cần bán hết các doanh nghiệp nhà nước, ít có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và hoạt động chủ yếu vì lợi nhuận. Hãy để các doanh nghiệp tư này hoạt động và thu chi. Thị trường sẽ quyết định lợi nhuận và chỗ đứng của các doanh nghiệp tư. Vào năm 2020, Quốc hội thông qua nghị quyết 135 cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cho phép hãng hàng không này chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn. Dù đã được hỗ trợ vào năm 2020, đến năm 2021, Vietnam Airlines lại đệ trình lên Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ để xin một gói cứu trợ trị giá 1,17 tỷ đô la Mỹ. Tờ simpleflying.com vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 dẫn nguồn từ Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cho biết thông tin vừa nêu. Đến tháng 9 năm 2022, Vietnam Airlines lại trần tình về thực trạng thua lỗ liên tục và có nguy cơ bị hủy niêm yết chứng khoán. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của đại diện Vietnam Airlines thừa nhận trong năm 2020-2021, hãng này lỗ tương ứng 11.000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng. Sang nửa đầu năm 2022, khoản lỗ ròng cũng hơn 5.000 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 2 năm 2022, Vietnam Airlines lỗ lũy kế gần 29.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 4.900 tỷ đồng. Một người sinh sống ở miền Trung Việt Nam, từng làm việc nhiều năm tại doanh nghiệp nhà nước, không muốn nêu tên vì lý do an toàn, hôm 17 tháng 5 năm 2024, cho Đài Á Châu Tự Do biết nhận xét của ông. Vietnam Airlines là một doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế nói chung, hàng không nói riêng, mà đã hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thì lời ăn lỗ chịu. Do đó, dùng ngân sách nhà nước để cho vay giải cứu Vietnam Airlines mà chức năng cho vay thuộc các tổ chức tài chính, ngân hàng đã là sai rồi. Đồng thời với việc làm này là bất bình đẳng với các hãng hàng không khác như là Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Air. Trái với luật cạnh tranh vì Vietnam Airlines sẽ có lợi thế hơn vì được cho vay giải cứu. Đối với việc chính phủ xin cho Vietnam Airlines khoản trả khoản vay 4.000 tỷ đồng, ông này cho biết ý kiến. Nay chính phủ xin gia hạn việc Vietnam Airlines hoàn trả lại khoảng 4.000 tỷ cho ngân sách nhà nước trong tình hình tài chính quốc gia gặp khó khăn là lỗi của chính phủ, và không khéo khoản vay này sau một thời gian nữa thì sẽ để lâu cứt trâu hóa bùn. Đây cũng là đặc thù của nền kinh tế thị trường có cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Vào năm 2023, hàng loạt doanh nghiệp nhà nước than lỗ từ vài trăm đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Không chỉ Vietnam Airlines, một doanh nghiệp nhà nước độc quyền khác là Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng cho biết năm 2022 lỗ đậm gần 29.000 tỷ đồng và năm 2023 lỗ 24.500 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, vào năm 2023 cũng báo cáo nợ 74.000 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 3 tỷ đô la Mỹ, lớn gấp 1,6 lần vốn sở hữu 45.000 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên tổng thư ký và phó chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, từng là thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây liên quan vấn đề này cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước cứ thua lỗ triền miên sẽ gây ra những hậu quả đối với nền kinh tế. Các doanh nghiệp cứ thua lỗ triền miên của nhà nước làm cho khối nợ của doanh nghiệp nhà nước là rất lớn, cộng thêm vào cái khối nợ công đang có của Việt Nam làm cho vấn đề nợ càng trầm trọng thêm. Nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nó ảnh hưởng trực tiếp luôn tới hệ thống ngân hàng nữa và làm cho hoạt động của ngân hàng kém hiệu quả đi. Cái nợ của doanh nghiệp nhà nước cũng làm cho khối tài sản rất lớn của đất nước và được giao vào tay doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng hiệu quả, và do đó nó làm cho nền kinh tế bị kém hiệu quả, trong khi các lực lượng khác, nhất là khu vực tư nhân thì lại rất cần các nguồn lực thì lại không tiếp cận được. Liên quan các khoản nợ hàng chục ngàn tỷ đồng của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002, khi trả lời đã cho tự do nhận định. Các cái khoản nợ ấy thì là có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là khoản nợ đối với lại tập đoàn điện thì đấy là một điều khó khăn. Chúng ta đều biết là trong thời gian vừa qua thì giá các đầu vào để cấp điện như là dầu, rồi than và các cái nguyên liệu khác thì đều tăng lên. Nhưng mà giá điện ở Việt Nam là do nhà nước quyết định, và cái việc quyết định đó thì tuy là đã có nâng lên nhưng mà chưa đáp ứng được cái sự biến đổi của giá cả trên thị trường. Vì vậy cho nên là việc xác định là cái nguồn gốc lỗ đó là ở đâu và trách nhiệm là ở đâu và nhà nước có thể là trợ giúp đến mức độ như thế nào thì đấy là một quá trình không phải là dễ dàng. Theo ông Doanh, Việt Nam phải tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước, vận dụng các thành tựu khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, để giảm bớt các khoản lỗ. Đồng thời cần phải có các vận dụng điều chỉnh giá cả phù hợp hơn với biến động của thị trường. Tuy nhiên, theo tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, các doanh nghiệp mà nhà nước chiếm 100% vốn của Việt Nam hiện nay chiếm số lượng rất ít, chừng 1/1000, nhưng đều là các doanh nghiệp lớn, chiếm giữ lượng lớn về vốn, khoảng 10% tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp, và thường lỗ hoặc lãi ít. Họ không chỉ đóng vai trò kinh doanh, mà họ còn đóng vai trò chính trị, giúp chính phủ điều phối nền kinh tế theo chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chính phủ. Vì các doanh nghiệp này đóng một vai trò chính trị trong hệ thống, nên theo ông Vũ, họ ít nhiều có một số quyền lực đặc thù, và vì vậy, chính phủ khó mà cải tổ được họ.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng, nếu chính phủ tư nhân hóa các công ty nhà nước và cho phép một số công ty tư nhân tham gia vào cùng một lĩnh vực để tăng tính cạnh tranh, thì việc kêu gọi các công ty nhà nước tự cải cách hay tăng hiệu quả mới có thể thực hiện được. Vị liên tục chương trình chúng tôi tới với quý vị một cái chủ đề liên quan tới việc Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ của nước ngoài, đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài đã chính thức rút lui khỏi Việt Nam. Theo giới quan sát, đặc biệt hãng Reuters trong các bài bình luận mới đây đã nhận định Việt Nam đã để vuột ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la vì tình trạng tê liệt hành chính công. Đây là một cái hệ quả của chiến dịch chống tham nhũng và bất ổn. Vẫn theo Reuters trong cái bản tin khác nêu ra một cái tình trạng các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu rút vốn ra khỏi Việt Nam. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng có rất nhiều những ý kiến trắng trợn cảm thán về tình trạng đấu đá quyền lực trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng đa số đều cho rằng thằng chó nào lên lãnh đạo thì đất nước cũng như vậy. Thưa quý vị, không phải. Đó là suy nghĩ sai lầm, mà cuộc đấu đá quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng sẽ gây ra những thiệt hại về kinh tế rất lớn. Trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích để quý vị nhìn nhận được vấn đề vừa kể. Chúng tôi bắt đầu bằng câu chuyện liên quan tới hội nghị Trung ương 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhóm họp, khai mạc vào ngày 16 và kết thúc vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Như quý vị đã biết, trong phiên khai mạc, Ban chấp hành Trung ương cũng đã chấp nhận cho bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, thôi giữ các chức vụ vừa kể. Bà Trương Thị Mai làm cái nhân vật số 3 lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đi chỉ trong vòng 2 tháng sau khi ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ rời bỏ các chức vụ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Và như quý vị đã biết, trước khi Trung ương Đảng chấp nhận cho bà Trương Thị Mai từ chức, Bộ Chính trị đã thông báo bổ nhiệm Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, vào chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Và rõ ràng, những cái kết quả vừa kể cho thấy Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với 18 ủy viên ban đầu Đại hội 13 đến nay chỉ còn 12, và 6 ủy viên Bộ Chính trị đã buộc phải từ chức ra đi trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng. Nhưng mới nhất, Ban chấp hành Trung ương chỉ bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị để thay thế cho những người đã từ chức. Như vậy, vẫn còn khuyết hài một cái câu hỏi đặt ra, tại sao lại có một cái sự thiếu hụt như vậy? Theo giới phân tích, những cái xáo trộn chưa từng có trong thượng tầng lãnh đạo Việt Nam đã tạo ra những cái ảnh hưởng tới môi trường đầu tư. Theo các số liệu do hãng tin Reuters trích dẫn trong các bản tin mới nhất ngày 17 tháng 5 cho hay, kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi 2 tỷ đô la chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù chỉ số chứng khoán lớn nhất ở Việt Nam đã tăng lên 22% kể từ đầu năm 2023 cho tới nay. Theo Reuters, phân nửa số chứng khoán được bán ra trong năm 2024 thì chính quyền Việt Nam bắt đầu có những biến động về nhân sự cấp cao, đặc biệt kể từ sau vụ từ chức của Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng. Theo Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây, mới đây trong cái bức thư gửi cho Thủ tướng Việt Nam được Reuters trích dẫn, đó là cái bức thư hơi cũ viết từ ngày 17 tháng 3 năm 2024. Điều bật thái độ thất vọng của các nhà đầu tư nước ngoài trước các rào cản pháp lý thủ tục dằng dài đã gây ra một cái sự bế tắc kéo dài trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và dẫn tới cái xáo trộn lớn ở thượng tầng lãnh đạo quốc gia. Bức thư vừa kể, các định chế quốc tế và các nhà tài trợ phương Tây cho hay khoảng 1 tỷ đô la viện trợ phát triển đang chờ phê duyệt, ngoài ra 2,5 tỷ đô la được trả lại vì lý do đã hết hạn sử dụng các nguồn tài trợ.
những cái tổn thất nghiêm trọng đó có thể chiếm tới 1% tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam. Theo đó, nguồn tài trợ hết hạn nó có thể trì hoãn các cái dự án rất cần thiết, chẳng hạn như nâng cấp các cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, hai quan chức cấp cao nước ngoài được Reuters phỏng vấn đã đưa ra những nhận xét cho rằng những cái rào cản hành chính nói trên được cho là hệ quả của một cái chiến dịch đốt lò, tức là chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Theo đó, chiến dịch này đã tạo ra một cái dạng tê liệt bởi các cái quan chức từ trung ương tới địa phương. Ai ai cũng chần chừ trong việc phê duyệt hay thúc đẩy các sáng kiến bởi lý do sợ vi phạm những cái quy định trong công cuộc chống tham nhũng và bị khởi tố bắt giam. Theo Reuters, Việt Nam hiện nay thậm chí gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi tiêu nguồn tài chính công. Theo các số liệu của Bộ Tài chính, từ năm 2021 đến năm 2023, nghĩa là từ sau đại 13, chính phủ đã không giải ngân được khoảng 19 tỷ đô la, vốn đầu tư công ít hơn 1/4 so với kế hoạch. Vẫn theo Reuters, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới cho hay, họ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam với các dự án. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc đưa ra những cái nhìn nhận cho rằng có những cái thách thức đối với việc sử dụng tài trợ nước ngoài. Vẫn theo Reuters, đó là lý do các nhà tài trợ nước ngoài chán nản đã dẫn tới một cái hệ quả giảm viện trợ trong tương lai cho Việt Nam. Chẳng hạn, Ngân hàng Thế giới cho biết họ sẽ hợp nhất một cái văn phòng tại Việt Nam với các cái văn phòng đặt tại Lào và Campuchia để gia tăng hiệu năng quản trị. Những cái hành động vừa kể được coi như một cái sự chuyển hướng và rời sự quan tâm tới Việt Nam đến các khu vực khác uy tín hơn, đặc biệt thị trường Campuchia. Trong khi đó, giới phân tích quốc tế cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài bán chứng khoán rút khỏi Việt Nam trong cái bối cảnh bất ổn chính trị là cái điều hết sức nguy hiểm, với lý do Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị độc tôn đã rơi vào cái tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có trong 2 năm vừa qua, với hàng ngàn các cơ quan chức và giám đốc điều hành của các doanh nghiệp sân sau bị truy tố trong cái gọi là chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, và dẫn tới các cơ quan chức cao cấp nhất trong hàng tứ trụ, đó là Võ Văn Thường, Vương Đình Huệ và mới nhất một cái nhân vật số 5 trong đảng, đó là Trương Thị Mai cũng phải ra đi. Theo đó, đấu đá nội bộ đã làm chậm đáng kể các cái hoạt động điều hành, đồng thời trì hoãn việc phê duyệt các cái dự án công, khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài hết sức lo lắng về những cái tác động của sự bế tắc trong việc cung cấp điện. Không nơi nào mà một cái sự lo lắng của người nước ngoài rõ ràng hơn ở thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, một cái điểm giao dịch lớn nhất Việt Nam hiện nay. Theo đó, dữ liệu của thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho thấy bất chấp sự tăng trưởng của kinh tế nước này, song rõ ràng các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua việc bán hàng loạt các cổ phiếu, quỹ đầu tư và trái phiếu khoảng 2 tỷ đô la trong thời gian 2 tháng. Một nửa dòng tiền đó đã diễn ra trong năm nay, với doanh số bán vượt quá lượng mua vào trong 17 trong 20 tuần gần đây, trùng khớp với khoảng thời gian có những tin tức chính trị Việt Nam hết sức tồi tệ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã quyết định bán ròng lượng cổ phiếu giá trị 4,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương 184,7 triệu đô la Mỹ trong tuần lễ bắt đầu kể từ ngày 25 tháng 3, sau khi ông Võ Văn Thưởng ra đi. Tuần lễ ông Võ Văn Thưởng từ chức được đánh giá là cái tuần lễ thứ hai với tổng số bán ròng tới 3.180.000 tỷ, tệ nhất trong tuần thứ ba trước đó mới có dòng vốn chảy ra nước ngoài. Đó là kết quả của tuần làm việc trọn vẹn đầu tiên sau khi ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ chức vào ngày 26 tháng 4. Theo giới phân tích, việc giảm lượng đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư nước ngoài đã ảnh hưởng tới lãi suất cao của Mỹ, khiến cho việc đầu tư vào Hoa Kỳ trở nên
hấp dẫn hơn và gây ra các áp lực đối với đồng tiền Việt Nam. Dữ liệu của chính phủ Việt Nam cho thấy bất chấp một cái tình trạng hỗn loạn chính trị, cam kết đầu tư trực tiếp từ nước ngoài chủ yếu vào các hoạt động công nghiệp vẫn ở mức cao trong năm nay, song phần lớn là do các cái công ty Trung Quốc đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư sản xuất thường được quyết định trước nhiều tháng hay nhiều năm. Theo đó, các chuyên gia tư vấn cho rằng các cái tác động của phát triển kinh tế Việt Nam gần đây chỉ có thể nhìn thấy trong tương lai dài hạn. Nhưng rõ ràng, Việt Nam đang đối mặt với một cái xu thế bất ổn, không chỉ về chính trị mà cả vấn đề về kinh tế. Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng giữa chính trị và kinh tế có một mối tương tác trực tiếp qua lại. Kết quả của chính trị sẽ tác động xấu tới kinh tế là một cái điều chắc chắn. Liên tục chương trình, chúng tôi tiếp tục một cái nội dung liên quan tới Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Từ hỏi cơ hội nào cho ông Tô Lâm tại cái thời điểm hiện nay? Như quý vị đã biết, tập thể Bộ Chính trị dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách cô lập và giảm bớt quyền lực ông Tô Lâm. Mà rõ ràng với bao nhiêu những cái ân oán giang hồ mà ông Tô Lâm đã gây ra, đặc biệt trong cái thời gian gần đây, tuy nhiên cũng rất nhiều những cái nguy cơ rình rập đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm nếu quyền lực rơi vào tay người khác. Đó là lý do người ta cho rằng chắc chắn Bộ trưởng Công an Tô Lâm hẳn phải có các cái phương án dự phòng. Ngược lại, phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như cánh nghệ tính cũng phải có những cái phương án giành lại những gì đã mất sau một cái cuộc thư hùng mà Vương Đình Huệ, ông trùm phe Nghệ An nói riêng hay nghệ tính nói chung phải ra đi. Đó là lý do tại sao theo giới phân tích, đấu trường hội nghị trung ương chiến khó có những sự thỏa hiệp. Nếu có, nó chỉ là những thỏa hiệp tạm thời để chuyển tiếp cho những xung đột mới mạnh mẽ hơn. Và như quý vị đã biết, hàng loạt các thay đổi thượng tầng trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam đã được hội nghị trung ương chín loan báo trong ngày họp đầu tiên của ban chấp hành trung ương ngày 16 tháng 5. Đặc biệt bà Trương Thị Mai, một cái lãnh đạo cấp cao tiếp theo, đã bị cho thôi tất cả những chức vụ và nghỉ công tác ngay lập tức. Bà Mai trở thành một cái nhân vật lãnh đạo thứ ba trong hàng lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam bị buộc rời khỏi chức vụ trong vòng 2 tháng. Bà Trương Thị Mai cũng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều bị buộc từ chức vì những cái cáo buộc chung chung giống nhau. Đó là vi phạm quy định về những cái điều đảng viên không được làm và phải chịu trách nhiệm người đứng đầu trong một cái bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang leo thang. Trong thông cáo chính thức của Ban chấp hành Trung ương trong ngày họp đầu tiên, cho biết việc xem xét cho thôi giữ tất cả các cái chức vụ và nghỉ công tác ngay lập tức đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13, làm cái nội dung hàng đầu trong 4 nội dung của ngày đầu hội nghị Trung ương 9. Theo đó, bà Trương Thị Mai trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận, số vi phạm khuyết điểm trầm trọng gây ảnh hưởng tới uy tín của Đảng. Trong khi đó, mạng xã hội trở lại những cáo buộc khẳng định bà Trương Thị Mai đã nhận 2 triệu đô la Mỹ từ bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là lý do trong nghị quyết ngày họp đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý cho bà Trương Thị Mai thôi giữ tất cả các chức vụ và nghỉ công tác theo nguyện vọng. Trong khi trước đây ít ngày, bà Trương Thị Mai, một cái nhân vật lãnh đạo cao thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam sau tứ trụ, đồng thời làm cái nữ lãnh đạo duy nhất của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, từng được dự đoán là một trong những ứng viên tiềm năng cho chức vụ Tổng Bí thư thay thế cho Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 14. Bà Mai ra đi, Đại tướng Lương Cường, 67 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đã được Bộ Chính trị phân công làm thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai. Theo giới phân tích, những cái xáo trộn chưa từng có trong thời gian gần đây
Hiện nay danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để lọt vào tứ trụ rất hạn hẹp, mà theo quy định nhất thiết phải phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ trên cương vị ủy viên Bộ Chính trị. Đó là lý do vì sao đến nay chỉ còn Thủ tướng đương nhiệm ông Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Như vậy chỉ còn Bộ trưởng Tô Lâm là người ngoài tứ trụ tính tới thời điểm ngày 16 tháng 5 năm 2024. Ngoài ra có 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 được bầu bổ sung. Điều quý vị đã biết đó là Lê Minh Hưng 53 tuổi, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, người đứng đầu cơ quan tuyên giáo Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài 59 tuổi, trưởng ban dân vận Trung ương, và ông Đỗ Văn Chiến 62 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng hội nghị Trung ương chính ngày họp đầu tiên đã có những cái biểu hiện đầy làm cái cuộc sống mãi giữa các phe nhóm trong đảng. Trong cái bài bình luận của nhà báo Gió Bắc đánh giá rằng bí mật vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam ai cũng biết, đó là hội nghị Trung ương chính sẽ diễn ra từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 5 để cho phép một cái trụ thứ năm, bà Trương Thị Mai phải nghỉ theo nguyện vọng và bầu ra các nhân vật điền vào những chỗ trống của những chiếc ghế đã bị cưa. Theo tác giả, hơn một tuần qua những cái tin đồn lao xao về ngày họp, anh nào lên chị nào xuống, nhưng chừng các tinh hoa của đảng ở cấp trên họ vẫn chưa vừa ý với nhau nên danh sách cứ thay đổi liên tục. Đến ngày họp thì chắc như bắt trùng khớp với nhau. BBC tiếng Việt còn cất công kiểm chứng dò tìm trong lịch làm việc của các cái bí thư tỉnh ủy các tỉnh. Hiện ra 2 bí thư tỉnh ủy là ủy viên Trung ương Đảng đi họp vào các cái ngày từ 16 tới 18 với lý do đất nước không thể một ngày không có vua. Đó là lý do và là hậu quả do những cái cuộc đúng củi thần tốc của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. 2 tứ trụ trong triều đình bị cưa gãy. Một cái nhân vật mới nhất đó là bà Trương Thị Mai cũng đã cuốn gói ra đi. Trong khi đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái điều kiện sức khỏe không mấy khi xuất hiện. 5 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị trước đó đã về vườn làm người thực tế và cho tới nay vẫn chưa có người thay thế. Một cái khoảng trống đáng sợ này kéo dài làm quốc tế nghi ngại các nhà đầu tư nước này tới rồi bỏ đi. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lần họp bất thường nhưng chỉ đủ sức bỏ phiếu cho những cái người nghỉ theo nguyện vọng và chỉ định người thay thế tạm thời, chứ họ không chọn ra được một cái người chính thức mà người ta chắc chắn có thể tại vị lâu dài. Theo tác giả cho rằng không phải Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam thiếu người tài, cho dù họ rời đất hơn 20 ủy viên Trung ương Đảng, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn trên 150 tinh hoa ưu tú do Nguyễn Phú Trọng xây công giới thiệu và được Đại hội 13 sáng suốt lựa chọn. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nói nhân sự Ban Chấp hành Trung ương được lựa chọn chi tiết tỉ mỉ khoa học theo các quy trình 5 bước 7 bước. Vài vế ủy viên Bộ Chính trị tối cao quyền lực đất trời, lợi lộc sân trước sân sau vô đối. Một cái lời nói của ủy viên Bộ Chính trị trị giá ngàn vàng ai mà không ham ghế ủy viên Bộ Chính trị. Một cái khó hiện nay của Tô Đại Tướng đó là đốn củi quá đà, cổ thụ tươi xanh thành củi lớn, lửa đang phừng phừng cháy, thậm chí chủ lò Nguyễn Phú Trọng cũng xếp bị cháy đầu cháy áo. Và việc sắp xếp ấy không khéo đã khiến Tô Đại Tướng có thêm vây thêm cánh, quyền lực độc tôn khó khi. Đến lượt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông chủ lò sẽ trở thành củi. Ngược lại sắp kế cháy ý, Tô Đại Tướng sẽ xuống đào càng ngã ngựa lẹ hơn. Chính vì vậy cần phải có một thời gian nhằm mục đích hạ tất ủy phòng xây dựng cái điều lượng liên hoàn hợp tùng trước khi bày vững trận đồ bát quái tại hội nghị Trung ương chính để bẫy Tô Lâm. Theo giới phân tích, nếu ông Tô Lâm lên ghế chủ tịch nước
mà buộc mất quyền kiểm soát đối với Bộ Công an, thì không biết số phận của ông Tô Lâm sẽ bị thảm ra sao. Nhưng ngược lại, nếu Tô Lâm lên Chủ tịch nước mà vẫn nắm chắc Bộ Công an và tân Bộ trưởng, ông Tô Lâm sẽ khiến cho cả Bộ Chính trị kinh hồn bạt vía một lần nữa, và lúc đó cửa đến với ghế Tổng Bí thư của ông Tô Lâm sẽ rộng mở. Với các cái thành viên Bộ Chính trị hiện nay, họ xem Bộ trưởng Tô Lâm là cái mối nguy, bởi đã là viên Bộ Chính trị thì không mấy ai không dính vốt. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung ương tới địa phương, ai ai chắc chắn cũng nhúng chạm, kể cả họ không có vết, không có phốt, không nhúng chạm thì Bộ Công an hoàn toàn có thể bày đặt ra. Và nếu Tô Lâm lên ghế Chủ tịch nước đưa được đàn em Hưng Yên lên làm Bộ trưởng Bộ Công an thì lúc đó Tô Lâm không khác gì một thái thượng hoàng mới trong Bộ Công an. Tô Lâm ngồi ở phủ chủ tịch vẫn có thể chỉ đạo quân tướng đánh phá, kể cả văn phòng thủ tướng, văn phòng quốc hội, văn phòng trung ương đảng của ông Trọng. Đây là cái mối nguy thường trực đối với tất cả các ủy viên Bộ Chính trị, kể cả các ủy viên trung ương đảng khác. Sau đòn sấm sét hạ gục lần lượt các nhân vật Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, ông Tô Lâm đã sử dụng người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô vuốt ve Tổng Trọng, nào là Tổng Bí thư có lời khen đối với Bộ Công an và dặn dò tiếp tục đốt lò, cần phải thượng tôn pháp luật. Đó là cách tế nhị vừa nhường công cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng bày tỏ một sự trung thành với Tổng Bí thư. Nhưng rõ ràng Huệ Vương, tức Vương Đình Huệ, làm cái truyền nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dày công vun đắp và nâng đỡ. Vương Đình Huệ từng rời ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 11, nhưng ông Trọng vẫn quyết tâm đưa vào ủy viên Bộ Chính trị những cái khóa sau. Hơn thế nữa, Vương Đình Huệ vừa đi triều kiến Thiên Triều, bắt tay hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, hẳn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến cử để giới thiệu một cái Tổng Bí thư tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới đây. Thư ký của Chủ tịch Quốc hội ông Phạm Thái Hà cũng có mặt trong phiên họp cấp cao cùng ông Tập Cận Bình, vậy mà bị bắt khi vừa bước chân xuống cầu thang Thuyền Cờ. Lập tức Huệ Vương mất chức mấy ngày sau đó. Dù rằng Trung Quốc đã cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp bà Hạ Vinh bay sang can thiệp. Và cuối cùng nhiều quý vị đã thấy, ông Nguyễn Phú Trọng vừa mất quân, mất tướng, mất đàn em thân cận, vừa nhục mặt với Thiên Triều. Đó là lý do người ta khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng sẽ buộc phải xóa thâm tình với Tô Đại tướng. Ông Trọng sẽ ra tay sau khi có những thông tin triệu tập hội nghị Trung ương 9, tình hình có những chuyển biến đột ngột khá nóng. Theo đó có những tin tức và những cái bài viết liên quan tới sân sau của gia đình Tô Lâm. Báo Tiên Dân đăng cái bài viết ai bảo kê cho tập đoàn Cityland cướp đất quốc phòng. Đây là một cái hồ sơ chi tiết những sai phạm của tập đoàn Cityland. Một cái sân sau của cha con đại tướng Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải kéo dài hàng chục năm. Những cái tài sản vi phạm trị giá hàng chục ngàn tỷ, kèm theo bài viết là những cái tài liệu khá thuyết phục mà người ta cho rằng chỉ có những cái quan chức cấp cao trong cơ quan tình báo mới có được. Tiếp đó ngày 2 tháng 5, báo Tiên Dân lại đăng một cái bài viết tập đoàn Xuân Cầu và các cái đại án, dự án hàng chục ngàn tỷ. Bài báo đã điểm danh chi tiết những dự án và tài sản kịch thù của tập đoàn Xuân Cầu, gia đình ông Tô Dũng, đồng thời là em ruột của ông Tô Lâm. Trong các cái tài liệu còn chỉ rõ ông Tô Lâm có cổ phần. Từ những cái thông tin hai bài báo vừa kể cho thấy, những cái sai phạm của các công ty sân sau nó có liên quan tới sân sau của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phùng Quang Thanh. Rõ ràng nó liên quan tới quân đội, nên thẩm quyền cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng toàn quyền thụ lý để điều tra, kể cả Cityland và một cái liên doanh của tập đoàn Xuân Cầu. Phải chăng đây là góp tiền nàn xin của Tô Đại tướng, một cái tuyệt chiêu khởi tố doanh nghiệp sân sau để sau đó bắt quan chức chống lưng?
như Tô Lâm từng làm đối với Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, đến ngày cú phản đòn sẽ được áp dụng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước ngày 13 tháng 5 đưa tin liên quan tới Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bị thôi chức. Có những đồn đoán cho rằng Thái Hồng Công và toàn bộ ban Giám đốc Công an Lạng Sơn bị bắt về tội danh hoạt động gián điệp. Và rõ ràng nếu đó là sự thật, thì Bộ trưởng Công an không thể từ chối trách nhiệm người đứng đầu. Trong khi mạng xã hội vẫn đồn thổi, nhưng báo nhà nước không đưa ra những lời giải thích cụ thể tại sao có những sự thay đổi như vậy. Và thưa quý vị, phải chăng trước hội nghị Trung ương 9, vì thế của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang có xu hướng sụt giảm, nhưng Bộ Chính trị dự kiến chỉ giới thiệu 5 để chọn 4 thành viên làm viên Bộ Chính trị mới, như vậy vẫn còn khuyết 2 ghế. Với các chức danh chủ chốt dự kiến, nếu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư, nhưng tất cả các chức vụ quan trọng nhất đó là ai làm viên Bộ Chính trị để ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an vẫn đang bỏ ngỏ. Theo logic quyền lực, nếu như Bộ trưởng Công an Tô Lâm đưa được một trong 2 đàn em thân tín đó là Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc, Tô Đại tướng hẳn yên lòng ngồi ghế Chủ tịch nước để lấy một suất đặc biệt leo tiếp lên ghế Tổng Bí thư trong Đại hội 14 tới đây. Nhưng các cái chiêu thức về tiêu chuẩn, đó là Bộ trưởng Bộ Công an phải là viên Bộ Chính trị, ủy viên Bộ Chính trị phải là viên Trung ương chọn một nhiệm kỳ và phải kinh qua lãnh đạo các cái ngành, các cái địa phương. Và điều đó đã khiến cho 2 con gà chiến, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đã bị trói chân, và danh sách 5 ứng viên cho chức vụ ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu không có tên của Quang cũng như Ngọc. Trong khi đó, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Hòa Bình đều là những nhân vật đủ tiêu chuẩn và họ đều mong muốn ngồi một chiếc ghế quyền lực vô song, đó là chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Mặt khác, theo một nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, ông Tô Lâm bắt buộc phải nhận chức vụ Chủ tịch nước, tức là đã khoác vào đầu một cái vòng kim cô không thể từ chối mà Bộ Chính trị đã quyết định phân công. Nếu sau bao nhiêu những cái chiến công hạng mã, chặt hạ 6 cây cổ thụ để giao cho Bộ Công an, cho người khác để đổi lấy một cái chức vụ hữu danh vô thực Chủ tịch nước, e rằng Tô Đại tướng khó may mắn làm người tử tế như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, mà Tô Lâm có một cái nguy cơ cao sẽ đoàn tụ với người tiền nhiệm là cố Bộ trưởng Bộ Công an ông Trần Đại Quang. Trong khi đó, một cái nhân vật dự bị chiến lược của Bộ Công an không ai khác đó là Trần Phúc Tỏ, em trai của Trần Đại Quang, một người có dư tiêu chuẩn làm viên Trung ương Đảng nhiều khóa, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Nhưng vấn đề là mối quan hệ giữa Tô Lâm và Trần Quốc Tỏ cũng như anh trai của Trần Quốc Tỏ là Trần Đại Quang ở một cái mức độ đối đầu. Đó là lý do theo giới phân tích, đấu trường hội nghị Trung ương 9 về nhân sự vốn đã rất bất chắc do những cái mâu thuẫn về lợi ích, liên minh liên kết phức tạp, đang chéo dày đặc giữa các cái phe nhóm. Một cái người chơi cờ dạn dày kinh nghiệm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mấy lần còn bị thất bại trong việc đề bạt Nguyễn Ba Thành, Vương Đình Huệ hay kỷ luật đồng chí Ba Dũng. Rõ ràng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Phạm Minh Chính, ông Phạm Minh Chính đã vượt qua một cách ngoạn mục. Nhưng ngược lại, ông Tô Lâm, một cái nhân vật được đánh giá có quyền uy vô đối nhưng có một cái thứ hạng rất thấp. Thế mạnh của Tô Lâm nằm ở thờ quyền uy quyền chứ không phải do sức mạnh phe cánh, nên khả năng chiến thắng của ông Tô Lâm được đánh giá hết sức mong manh. Và Tô Lâm có nhiều họa hơn phúc liên quan tới hội nghị Trung ương 9. Và một cái câu hỏi đặt ra, Bộ trưởng Công an Tô Lâm tham dự hội nghị Trung ương 9 với một cái vai trò gì? Như quý vị đã biết, ngày đầu tiên của hội nghị Trung ương 9 khai mạc
ngày 16 tháng 5 năm 2024. Đây là cái hội nghị thường niên của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ngày đầu tiên đã chứng kiến những cái biến động dữ dội ở thượng tầng nền chính trị quốc gia Việt Nam. Và thấy gì từ những cái diễn biến trong ngày đầu tiên? Theo đó, hội nghị trung ương 9 diễn ra trong giai đoạn từ 16 tháng 5 tới 18 tháng 5 giữa một cái bối cảnh nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những cái biến động dữ dội chưa từng có trong lịch sử của Đảng Cộng sản. Chỉ từ đầu năm 2024 đến trước hội nghị trung ương 9 đã có 3 viên bộ chính trị, trong đó có 2 người là nhân vật tứ trụ và một nhân vật thường trực ban bí thư, nhân vật số 5 trong ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, hội nghị trung ương 9 đưa giới phân tích chờ đợi sẽ đưa ra những cái quyết định quan trọng về vị trí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt hai vị trí Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Theo giới quan sát, dù thế, những cái thông tin về kỳ họp không được Trung ương Đảng công bố kịp thời. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên của Hội nghị Trung ương 9 đã có nhiều dấu hiệu và các diễn biến rất quan trọng được ghi nhận. Thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái xuất sau thời gian hơn 2 tháng không xuất hiện. Thứ hai, Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai bị cho thôi chức bởi cáo buộc tham nhũng 2 triệu đô la. Bà Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được bầu làm Thường trực Ban Bí thư. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 nhân vật vào Bộ Chính trị trên tổng số 6 ghế ủy viên Bộ Chính trị còn trống vắng. Tuy nhiên, một cái vấn đề quan trọng đó là vấn đề giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội không được công bố cụ thể vì nhiều lý do. Một cái nội dung tương đối có liên quan đó là việc kỷ luật một số nhân vật cấp cao đáng chú ý, trong đó có cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Thanh Hải, mà giới quan sát cho rằng Lê Thanh Hải đã được tha bổng. Trong khi đó, theo giới quan sát, một cái cơn bão chính trường trong hơn 2 tháng vừa qua, người ta cho rằng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là tâm điểm. Ông Tô Lâm bị cáo buộc đào tạo phản, bốn ngã các nhân vật tứ trụ, đó là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, và mới nhất là bà Trương Thị Mai đã bị kỷ luật. Với những lý do tương tự, người ta nói nếu ông loại trừ Tô Lâm ra khỏi chức ghế của Bộ Công an, thì không loại trừ sẽ có thêm các thành viên Bộ Chính trị, thậm chí kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất có thể bị rơi rụng. Vì ai cũng biết ông Tô Lâm nổi loạn với một mục tiêu để chia hết những cái người có khả năng cạnh tranh với ông ta trong việc chạy đua vào chức ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ tiếp theo. Theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cái phe phái trong đảng vẫn thường xuyên đấu đả tranh giành các cái chức vụ. Tuy nhiên, trong lịch sử 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có bao giờ lại nổ ra một cái cuộc đấu đá khốc liệt như hiện nay. Đó là lý do công luận thấy rằng kẻ khiến cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư tan hoang như hiện nay, mà Tô Lâm cũng đúng, mà Tổng Trọng cũng không sai. Trước đây, để ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư, các ứng viên phải được sự tín nhiệm của Tổng Bí thư đương nhiệm và nhờ đó được Tổng Bí thư giới thiệu tại đại hội sắp tới. Một khi đã được đương kim Tổng Bí thư giới thiệu thì gần như chắc chắn chống cử 100%. Vậy mà Vương Đình Huệ, một học trò, một đàn em thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, muốn đi theo những cái quy luật vừa kể, vậy mà Tô Lâm đã nổi loạn và đạp đổ tất cả. Theo giới quan sát, thực ra việc chuẩn bị cho đại hội lần thứ 14 là một câu chuyện còn xa, bởi vì còn đến 18 tháng nữa và hội nghị trung ương 9 chủ yếu để giải quyết những vấn đề rối ren nội bộ trong đảng do ông Tô Lâm gây ra trong hơn 2 tháng qua. Và nếu tính cả bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, thì rõ ràng chúng ta đã thấy chưa đầy 2 tháng, 3 trong năm lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam phải vân gói ra đi. Và Bộ Chính trị bây giờ chỉ còn 12 trên tổng số 18 viên Bộ Chính trị đầu nhiệm kỳ 13.
Đó là lý do tại sao kỳ họp Trung ương lần thứ 9 với một cái mục tiêu bàn về vấn đề bầu cử bổ sung nhân sự cho Bộ Chính trị cũng như bầu chọn các nhân vật cho hai vị trí tứ trụ, đó là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, còn đang bỏ trống. Theo dự kiến, ông Tô Lâm sẽ giữ chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, một cái vấn đề lớn nhất của Bộ Chính trị hiện nay là phải giải quyết tận gốc cho sau điều gọi là mầm loạn của Bộ trưởng Tô Lâm. Bởi nếu cứ để Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp tục điều khiển Bộ Công an trên cương vị mới, thì còn rất nhiều các ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ra đi. Bởi mọi quan chức trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam, ai ai cũng tham nhũng, ai ai cũng nhận hối lộ, chứ không có ai trong sạch cả. Và Trương Thị Mai, một cái nhân vật được đánh giá là trong sạch nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, mới nhất đã bị Ban Chấp hành Trung ương loại bỏ với lý do nhận hối lộ 2 triệu đô la của tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã chuẩn bị cho cái chiến dịch nổi loạn rất chi tiết tỉ mỉ. Theo đó, nhiều tháng trước đây, Tô Lâm đã đưa em vợ, đó là Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, vào Ban Kiểm tra Trung ương. Mới đây có những tin tức ngoài luồng cho hay Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc sẽ trở thành chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, một cái tay hòm chìa khóa cho Tổng Bí thư thay cho Lê Minh Hương. Đây được nhận xét đó là cái vị trí gác cổng cho Tổng Bí thư, và nếu Hội nghị Trung ương 9 thông qua vấn đề vừa kể thì coi như Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cài được cái nhân vật vào Ban Bí thư và làm việc cùng ông Trọng. Theo giới quan sát, âm mưu cài người vào Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư dẫu thành công, song Tô Lâm sẽ thất thủ ngay trong Bộ Công an. Và điều đó phải coi là một cái thất bại, vì hiện nay công luận đang quan tâm ai sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm Chủ tịch nước Tô Lâm. Người đó là Đường Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc hay một cái nhân vật khác không cùng phe phái Hưng Yên. Cho tới thời điểm hiện nay, những cái tin tức nội bộ trong đảng buồn ra cho hay họ cũng không chắc về những nhân vật nào sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an sau khi ông Tô Lâm rời đi. Có những nguồn tin cho hay Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng kín cửa để bàn bạc về vị trí vừa kể, cho nên những tin tức không cho phép lọt ra ngoài. Cũng có những tin cho rằng họ đã thống nhất được các bên nên đem vấn đề này ra bàn tại Hội nghị Trung ương 9, và có lẽ chỉ 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ có câu trả lời. Trong lúc này, việc tranh giành ghế Tổng Bí thư được cho là hết sức hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẵn sàng hạ bệ mọi đối thủ, trong khi Bộ Chính trị dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng muốn lùa Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước và chặn phe Hưng Yên không cho nắm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Nghĩa là tập thể Bộ Chính trị đã hợp tâm muốn cô lập Tô Lâm. Chính vì những cái loạn đấu loạn như hiện nay nên họ áp dụng một cái quy luật, đó là luật thuộc về kẻ mạnh. Nhiều người đổ lỗi cho Bộ trưởng Tô Lâm đã gây ra cái tình trạng hỗn loạn hiện nay, nhưng thực chất đó không phải là sự thật hoàn toàn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã gây ra. Bởi một lý do rõ ràng ai cũng thấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị, muốn bám ghế Tổng Bí thư ngồi suốt đời, và điều đó đã khiến cho Nguyễn Phú Trọng không công bố một cái nhân sự được cho là kế cận chức vụ Tổng Bí thư. Điều đó đã khiến cho những người đủ tiêu chuẩn ở bên dưới họ mất kiên nhẫn, và đó là lý do tại sao Tô Lâm đã nổi loạn. Theo đó, để ngồi lại nhiệm kỳ thứ 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạp lên trên điều lệ đảng, tự cho mình một cái quyền đứng trên điều 17 của điều lệ không cho phép Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Ông Trọng đã tạo ra cái tiền lệ như thế, đó là lý do Tô Lâm cho rằng ông ta cũng có quyền hành xử như Nguyễn Phú Trọng, sẵn sàng làm theo và phá bỏ những trật tự theo quy định của Đảng. Theo giới quan sát, đáng lẽ ra với một vai trò người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng phải biết tôn trọng luật pháp và điều lệ của Đảng.
Tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng vốn dĩ là một con người bất chấp tất cả. Ông Trọng không quan luật pháp Việt Nam, thậm chí kể cả hiến pháp Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng đứng sau quy định của Đảng. Theo giới phân tích cho rằng một khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự ý phá bỏ những trật tự quy định trong điều lệ Đảng, đặc biệt quy trình xét chọn những ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư, thì Tô Lâm không cần phải tôn trọng những quy định do ông Trọng tự ban hành có lợi cho ông và phe cánh. Việc Tô Lâm lợi dụng những cái câu nói nghị dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để đốn ngã chính cái tay chân thân cận nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Rõ ràng Tô Lâm làm đúng, làm đủ, không có gì sai cả. Chỉ có người tự ban ân huệ cho chính mình, ngồi trên điều lệ Đảng, ngồi trên pháp luật mới đáng bị lên án. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một cái tiền lệ xấu, đã khiến cho các cấp dưới của ông ngồi loạn. Đó là việc ông Trọng tự gây nên, ông Trọng gieo gió, ông Trọng phải gặt bão. Và cứ như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đang rơi vào một cái vùng xoáy khủng hoảng không có hồi kết. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam với hơn 5 triệu thành viên, ông Trọng phải gương mẫu, làm gương cho toàn đảng. Đằng này ông Nguyễn Phú Trọng tự ý trà đạp đó, nghĩa là tự ông đã phá bỏ trật tự quy định của pháp luật nhà nước cũng như điều lệ Đảng. Trong cái bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quá cao tuổi, nhưng tham vọng quyền lực thì quá lớn, chẳng phải ông Nguyễn Phú Trọng đang nêu ra tấm gương xấu cho đảng viên và lãnh đạo cấp cao của đảng hay sao? Đó là lý do tại sao ông Tô Lâm và phe cánh nghĩ rằng chỉ có một cách dùng bạo lực cách mạng may ra với buộc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu về hưu. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đẩy Đảng Cộng sản Việt Nam vào một cái tình cảnh hỗn loạn như hôm nay. Tôi nghĩ Trung ương chính sẽ quyết định những cái vấn đề quan trọng mà giới phân tích đặt ra một cái câu hỏi. Bộ trưởng Cổ Hoàng Tô Lâm tham dự hội nghị Trung ương chính trong tư cách của cái kẻ săn mồi hay một con mồi béo? Như quý vị đã biết, hội nghị Trung ương chính đã bước sang ngày thứ hai. Một cái nhiệm vụ trọng tâm đó là vấn đề nhân sự, đặc biệt hai vị trí tứ trụ, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước đang còn bỏ trống. Cho tới thời điểm hiện nay, theo giới quan sát gần như chắc chắn 99%, ông Tô Lâm sẽ là tân Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sẽ trở thành Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, trường hợp Chủ tịch Quốc hội ông Trần Thanh Mẫn không được dư luận quan tâm, bởi vì ông Trần Thanh Mẫn là một cái người vô tình vớ được bảo bối do các phe phái đánh nhau, và Mẫn vốn là một nhân sự hiền lành không tham gia đấu đá, nhưng lại được một cái bổng lộc đáng kể. Trong khi đó, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chia phe, chia phái, phe nọ đánh phe kia để mưu cầu quyền lực. Theo giới phân tích, việc sắp đặt ông Trần Thanh Mẫn ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội mới khiến cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm yên tâm, bởi vì những người khác luôn luôn mang theo một cái tham vọng tranh đoạt chức vụ Tổng Bí thư tương tự như Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được dư luận quan tâm bởi mỗi chính sách thần tốc táo bạo, Tô Lâm với một cái quyết tâm phải dẹp hết những cái đối thủ có thể cạnh tranh với ông ta để thiết lập một cái hậu phương vững chắc, thì ông Tô Lâm mới có thể trở thành người lãnh đạo tuyệt đối Đảng Cộng sản Việt Nam theo khuôn mẫu của Putin. Đó là lý do tại sao trước thế Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội bỏ trống suốt 2 tháng qua vẫn chưa giải quyết, và giờ đây tình hình xem chừng đã vãn hồi. Đế Chủ tịch nước đã định hình, tuy nhiên người ta không rõ ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay thế cho ông Tô Lâm, bởi vì còn cái thời gian vẹn vẹn chưa đầy một ngày phải có những cái câu trả lời. Trong khi đó, liên quan tới chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an sẽ thuộc về ai, có 6 cái tên được đưa ra, đó là Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú, Trần Quốc Tỏ, và 2 đệ tử của Bộ trưởng Công an đó là Lương Tam Quan và Nguyễn Duy Ngọc.
ba người đầu tiên, ông Trạng, ông Bình, ông Tú, có những lợi thế họ là đương kim ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có hai người xuất thân từ tướng công an. Ba cái tên còn lại sau cùng là cấp phó Bộ Tô Lâm, và cả ba đều mang quân hàm thượng tướng, họ đều là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên Trần Quốc Tỏ, em trai của Trần Đại Quang, có ưu thế hơn hẳn. Trần Quốc Tỏ là đại biểu Quốc hội, có đủ hai nhiệm kỳ là ủy viên Trung ương. Ngoài ra Trần Quốc Tỏ còn là bí thư Thái Nguyên. Theo giới phân tích, dựa trên những tiền lệ từ trước đến nay, người ta cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an phải là ủy viên Bộ Chính trị trước hay sau. Thường là đại biểu Quốc hội, thậm chí có những trường hợp như ông Lê Hồng Anh, một cái người không có kinh nghiệm trong ngành công an, vậy mà một bước phong lên đại tướng rồi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an dưới thời Thủ tướng Bà Dũng. Như vậy, rõ ràng các ông Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và kể cả Nguyễn Duy Ngọc rõ ràng không có suất. Thậm chí Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc không phải là đại biểu Quốc hội, cũng không đủ tiêu chuẩn một nhiệm kỳ là ủy viên Trung ương để có thể lựa chọn ngồi vào chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, hai đệ ruột của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang đã bị loại bỏ. Trên thực tế, tiền lệ chỉ làm cái yếu tố xem xét, không phải luôn luôn đúng, bởi chế độ cộng sản hiện nay họ vận hành theo một quy tắc mạnh thắng yếu thua, và kẻ mạnh sẽ tạo ra tiền lệ và sắp đặt nhân sự. Đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng đã quá ỷ vào thế mạnh của ông trước đại 13 để phá bỏ giới hạn tuổi và giới hạn nhiệm kỳ theo quy định của điều lệ Đảng, để ông Trọng tự cho quyền hưởng một cái suất đặc biệt, rồi đặc biệt của đặc biệt, và sắp tới là đặc biệt của đặc biệt, để tiếp tục ngự trên chiếc ghế Tổng Bí thư. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nhiệm kỳ liên tiếp. Nếu ông Trọng không có một sức mạnh vô đối trên chính trường Việt Nam, thì Nguyễn Phú Trọng không thể làm được điều đó. Những điều vô thể để quý vị thấy rằng khả năng đưa Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an nó phụ thuộc vào thế và lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Giả sử nếu như ông Tô Lâm đủ mạnh vượt qua phần còn lại trong Bộ Chính trị, thì ông Tô Lâm hoàn toàn có thể đưa đàn em của ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Và điều đó cho thấy nếu phe Hưng Yên của Bộ trưởng Công an Tô Lâm thất thủ, thì cuộc chiến hiện nay ông Tô Lâm sẽ đứng trước các nguy cơ bị xóa sổ. Và thưa quý vị, công luận cho rằng ghế Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay sẽ quyết định sức mạnh thực sự cho cương vị Chủ tịch nước của ông Tô Lâm. Nếu phe Hưng Yên nắm được Bộ Công an, Tô Lâm sẽ trở thành kẻ săn mồi. Và ngược lại, nếu không, trước thế Bộ trưởng Bộ Công an thuộc về một cái phe phái khác, đặc biệt phe phái đối nghịch, thì một cái khả năng rất cao Tô Lâm sẽ trở thành một cái con mồi để các cái thế lực khác làm thịt. Dư luận đang chờ đợi để có câu trả lời. Chúng ta hãy chờ xem. Và thưa quý vị, liên tục chương trình vẫn liên quan tới tình hình chính trường Việt Nam. Nhiều quý vị đã biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhóm họp Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 18 tháng 5. Tuy nhiên, sau 24 giờ, truyền thông nhà nước tuyệt nhiên không đưa ra các cái thông tin liên quan tới hội nghị vừa kể. Đó là lý do theo giới quan sát là một trong những biểu hiện cho thấy chính trường đang rất căng thẳng. Đặc biệt sau khi thêm một thành viên nữa của Bộ Chính trị đã bị Ban Chấp hành Trung ương cho thôi chức, đó là bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương. Một cái vấn đề đáng chú ý đó là theo giới quan sát, những cái hình ảnh đầu tiên của truyền hình Việt Nam trong phiên khai mạc đã cho thấy bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm ngồi mỗi người một đầu cách biệt, trong cái trạng thái hết sức cô đơn. Theo đó, bà Trương Thị Mai là cái kẻ thù ông Tô Lâm. Bà Mai thường chỉ trích ông Tô Lâm công khai trong các cái cuộc họp Bộ Chính trị, đặc biệt trong hội nghị kỷ luật Vương Đình Huệ. Theo giới thạo tin, bà Trương Thị Mai là người chủ trì trong việc quay clip
một cái bữa tiệc thịt bò rát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại thủ đô London vào đầu tháng 11 năm 2021 liên quan tới Nguyễn Cao Chí, ông chủ của dự án Đại Ninh là chủ tiệc. Bữa tiệc đầy tai tiếng vừa kể, và ông Tô Lâm với một cái quyết tâm hạ bệ bằng được không chỉ Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng mà kể bà Trương Thị Mai. Đó là lý do tại sao có những cái đồn đoán cho rằng bà Trương Thị Mai từng nói trong cuộc họp Bộ Chính trị, đó là các anh tạo phe nhóm trong đảng, bé các anh xé ra to, các anh bơi móc quá khứ của nhau để mưu đồ phế người nọ, khởi tố bắt giam người kia vì một cái mục đích cá nhân. Và thưa quý vị, ông Tô Lâm có cái mối quan hệ không tốt trong lãnh đạo cấp cao của đảng, và đó là lý do tại sao có những ý kiến cho rằng tập thể Bộ Chính trị đã thống nhất đưa ra một nghị quyết được cho là ép ông Tô Lâm phải ngồi vào ghế chủ tịch nữa, sau đó sẽ chặt các vây cánh của ông Tô Lâm ở Bộ Công an. Một cái chiêu được gọi là nhốt quyền lực của Tô Lâm vào lồng. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra, giá như ông Tô Lâm vẫn tiếp tục duy trì cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay để loại bỏ tất cả các cái cá nhân tham nhũng, đây là cái việc làm đáng khen. Tuy nhiên phải nói rõ, ông Tô Lâm cũng chẳng trong sạch gì hơn ai cả. Một cái câu hỏi đặt ra, Việt Nam sẽ ra sao nếu Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam? Và như quý vị đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng đã phạm rất nhiều những sai lầm, đặc biệt trong công cuộc chống tham nhũng cũng như công tác nhân sự. Tuy nhiên, trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị cũng liên quan, bởi họ nhất trí chọn lầm cử sai, nên sau 3 năm 4 tháng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã rơi rụng gần 20 ủy viên Trung ương, trong đó 1/3 vì Bộ Chính trị bị thôi nhiệm vụ lãnh đạo. Một cái điều đáng nói đó là sai lầm trong công tác nhân sự diễn ra liên tục, khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội này tổ chức các cái hội nghị bất thường, và như quý vị đã thấy chỉ trong vòng 1 năm, họ phải thay hai chủ tịch nước, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng. Và tới ba thường trực ban bí thư, đó là Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai, nay là Lương Cường. Mới 3 năm họ đã phải đổi chủ tịch quốc hội ông Vương Đình Huệ, xong đến nay nhân sự đảm trách vai trò chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội theo dự kiến vẫn còn bỏ trống để chờ những cái nghị quyết, nhưng trong cái cuộc cãi vã không có hồi kết. Vậy mà những cái người phải chịu trách nhiệm không ai chịu trách nhiệm. Nếu quý vị biết rằng trong vòng 40 tháng qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 13 đã họp 16 lần, trong đó có 7 trên 16 lần là họp bất thường để giải quyết về cái vấn đề bê bối nhân sự, và nếu tính cả những cái lần họp chính thức phải đem ra vấn đề nhân sự bàn bạc và xử lý có tới 12 trên 16 lần Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải hội họp chỉ để loại bỏ cá nhân này, chọn cá nhân kia để thay thế. Và nhiều quý vị đã biết, mới nhất tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 phiên khai mạc, họ đã phải bầu bổ sung 4 trên 6 ghế ủy viên Bộ Chính trị còn trống. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao không bầu đủ cho 6 nhân sự mà chỉ bầu ra 4, mà 4 nhân sự vừa kể đó là các tên Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Đỗ Văn Chiến đều là những cái nhân vật tay chân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. So với sĩ số ban đầu của Bộ Chính trị 18 đến nay, rõ ràng chỉ còn 12. Theo giới phân tích, ông Trọng tính toán gì khi chỉ lựa chọn 4 cá nhân? Và điều đó nó có xoay chuyển được tình thế để tập trung cho việc phát triển kinh tế quốc gia hay không? Câu trả lời chắc chắn quý vị đã có khi Đảng Cộng sản Việt Nam làm lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách tuyệt đối. Vậy mà tại sao 50% viên Bộ Chính trị lại xuất thân từ lực lượng cầm súng, tức công an quân đội, trong khi đó 8 thành viên còn lại của Bộ Chính trị thì có toàn những cái ông học về lý luận xây dựng đảng và chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội. Đó là những cái lý thuyết chính trị mà nhân loại đã vứt vào sọt rác. Đó là chưa kể tới
họ sử dụng những cái cán bộ đoàn thể như ông Trần Thanh Mẫn làm cái ví dụ. Đó là lý do tại sao giới chuyên gia cho rằng khủng hoảng nhân sự thượng tầng của Việt Nam hiện nay nguyên nhân không phải do Việt Nam thiếu những cái cá nhân đủ năng lực lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo dân tộc, mà giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt ra các tiêu chí nhân sự phù hợp với ý đồ của họ theo lối đẽo chân cho vừa dày, để sắp đặt lựa chọn nhân sự khó lợi nhất cho cá nhân và phe nhóm của họ. Và thú vị xin nhắc lại, ông Nurum Sihanouk đã đưa ra một cái nhận xét không thể đúng hơn, đó là Campuchia lãnh đạo là người giỏi giang nhất. Điều mà cựu hoàng Sihanouk còn như một cái con hổ dẫn dắt một cái đàn heo. Vậy mà ở Việt Nam người ta ngược lại, người ta sử dụng một con lợn để dẫn dắt một đàn hổ. Những cái điều vừa kể thì quý vị thấy rằng những cái tiêu chí mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra trong quyết định số 214 quyết định Trung ương hoàn toàn là một những cái hành vi không vì lợi ích của quốc gia và dân tộc. Và đó là nguyên nhân dẫn tới các cái cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam được mô tả chưa từng thấy trong lịch sử 94 năm hoạt động và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là chưa kể tới việc cố tình họ đưa ra những cái điều gọi là sáng tạo hay hàng loạt các yêu cầu phi lý về việc quy hoạch nhân sự, mà theo giới quan sát cho rằng ông Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra một cái cuộc hôn nhân cận huyết về chính trị. Họ nhân danh ổn định chính trị để đặt ra những quy định vô lối lạc hậu trong việc lựa chọn sắp đặt nhân sự quốc gia. Và điều đó ngày hôm nay đã phải trả giá về cái gọi là ổn định chính trị. Như quý vị đã biết, truyền thông quốc tế ngày hôm nay đã đồng loạt đưa tin các nhà đầu tư nước ngoài đang mau chóng và rút vốn đầu tư khỏi Việt Nam, trong khi lãnh đạo Việt Nam đã mất rất nhiều những cơ hội trong việc sử dụng đầu tư của quốc tế trong việc phát triển kinh tế. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng cái gọi là ổn định chính trị đã và đang gieo rắc vô số những tai họa cho đất nước và nhân dân. Một cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao hơn 100 triệu người Việt Nam phải hy sinh nó ấm cho cái gọi là sự ổn định tương lai chính trị của một cái đảng phản động với các lãnh đạo 100% là ăn cắp. Một cái điều đáng nói sai lầm trong các việc lựa chọn của các cái hội nghị trung ương bất thường hay thường niên cũng như các cái cuộc họp bất thường của quốc hội cũng vậy. Tại sao phải thay thế và mất thì giờ cho những cái nhân sự kém năng lực mà bản chất họ là những kẻ ăn cắp như vậy? Do vậy không ai dám chắc sự nhất trí đồng thuận trong việc lựa chọn có tiếp tục sai lầm nữa hay không. Và người ta cho rằng phần lớn ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, kể cả các cái ủy viên Bộ Chính trị đang đảm nhiệm các cái trọng trách lãnh đạo đất nước, họ là những cái kẻ chưa bị lộ mà thôi. Về bản chất họ chỉ là những cái kẻ ăn cắp tài sản quốc gia từ tiền thuế của nhân dân. Vấn đề ba nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và mới nhất là bà Trương Thị Mai, góp bàn cho thấy những sai lầm trong công tác nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cái điều rất rõ ràng, và Bộ trưởng Công an Tô Lâm nổi loạn làm cái sự thực khách quan không thể bác bỏ, và đó là một sự cần thiết. Điều đó chứng minh cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một nhân vật đầy quyền trong đảng, trong tay ông Tô Lâm và Bộ Công an nắm giữ rất nhiều những cái bí mật tàng thư nhúng chàm với những cái kho tài liệu lưu trữ, cộng với những cái bí mật động trời. Ông Tô Lâm và Bộ Công an với một cái khả năng có thể buộc bất kỳ một cái quan chức nào, từ cấp thấp tới cấp cao, từ trung ương tới địa phương phải ra đi, kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và điều đó khiến cho giới quan chức Việt Nam mỗi khi nghe danh Bộ trưởng Công an Tô Lâm rõ ràng như vì đã thấy họ run như cầy sấy. Và là lý do tại sao giới phân tích cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một nhân vật
có quyền lực vô đối trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu một điều rõ ràng rằng ông Tô Lâm vốn dĩ cũng chẳng sạch sẽ. Ông Tô Lâm có những cái quá khứ không biết bề bối, câu chuyện thì bò rát vàng trở thành thương hiệu của Tô Lâm hay vụ công văn mật mà Tô Lâm ký trong cái đại án tham nhũng mobile phone Huawei. Những cái vụ việc này mãi mãi là những cái vết nhơ của Tô Lâm không thể gột rửa được, nhưng nó cũng chỉ là những cái vết nhơ nhỏ so với những cái tội trạng tây đình của các cái quan chức trong đảng hiện nay. Trong khi đó có những cái đồn đoán cho rằng Bộ Quốc phòng đang lật lại hồ sơ liên quan tới những cái sai phạm của Bộ trưởng Công an Tô Lâm để điều tra. Nếu những cái đồn đoán đó là có thật, theo đó số phận của Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ kết thúc rất nhanh. Dù rằng công luận cho rằng quân đội nhân dân Việt Nam từ xưa tới nay đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp phe phái, nhưng dường như có những cái dấu hiệu cho thấy Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang đã bị lôi kéo vào cuộc. Một cái điều quan trọng hơn, đến lúc này Bộ trưởng Công an Tô Lâm khó có thể thoái thác trách nhiệm tập thể Bộ Chính trị giao cho ông ngồi vào chức ghế Chủ tịch nước. Đó là lý do tại sao công luận khẳng định rằng còn quá sớm để khẳng định cuộc đảo chính. Không tiếng súng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm coi như đã chấm dứt, và đổi lại Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ nhận một chiếc vé bớt có tên tân Chủ tịch nước để ngồi lại trong danh sách nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14. Theo công luận, đây có thể làm cái điều còn may mắn cho số phận của ông Tô Lâm. Nếu không, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sẽ chính thức ra tay. Trở lại câu hỏi, đất nước Việt Nam sẽ ra sao nếu như ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam? Thưa quý vị, phải khẳng định ông Tô Lâm là một cái nhà lãnh đạo có kiến thức, có học, được đào tạo bài bản. Bộ trưởng Công an Tô Lâm có những cái nhận thức hợp thời đại, tuy nhiên trong vai trò đảm bảo an ninh chính trị cho những chế độ độc tài thì ông Tô Lâm không thể làm khác. Nhưng chắc chắn Tô Lâm là Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ hơn thời kỳ Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư trong 11 năm vừa qua, như quý vị đã thấy. Và ngày 15 tháng 5 vừa qua, báo Tiếng Dân có cái bài bình luận Việt Nam sắp có Puto của tác giả Lý Trần. Theo tác giả Lý Trần giải thích, cụm từ Puto viết chơi theo lối ghép chữ, đó là tên của Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Công an Việt Nam ông Tô Lâm. Theo tác giả quan sát sự kiện Bộ trưởng Công an Tô Lâm sang Nga, ông Tô Lâm thể hiện trong tư cách nguyên thủ quốc gia. Trong lúc tiếp khách nước ngoài cùng với sự lộng hành của ông Tô Lâm, kể cả các nhân viên công an từ cấp thấp nhất, đó là cấp xã, đến cấp cao nhất, đó là ở Bộ Chính trị, nhiều người Việt Nam lo lắng liệu Việt Nam có thể trở thành một cái bản sao của nước Nga hiện nay hay không. Do một cái tay trùm KGB Tô Lâm tương tự cai trị. Theo tác giả Chính Trần, nhìn vào nước Nga hiện nay, tất cả những cái ai có hiểu biết bình thường và có tư duy đúng đắn đều nhận thấy từ khi Putin độc quyền cai trị nước Nga đang dần dần trở thành một cái bản sao của chế độ phát xít của Hitler, và xã hội Nga đang dần dần bị phát xít hóa tương tự như xã hội Đức trong những cái năm đầu trước chiến tranh thế giới thứ hai. Putin chỉ làm cái tay võ miền với những cái thủ đoạn của một tay công an vân vũ, chứ không phải là một chính khách thực thụ. Theo đó, Putin chỉ đáng sách dép cho Tập Cận Bình của Trung Quốc mà thôi. Vậy mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn học theo phương cách của Putin, và rõ ràng điều đó cho thấy Tô Lâm với bản chất tàn nát của một tay công an, nhưng không có tư chất làm chính trị. Và cái sự mê muội trong chế độ công an trị đan sâu vào tiềm thức của ông Tô Lâm và không ít người Việt Nam, cộng thêm sự ngu trần của Ban Tuyên giáo Trung ương, khiến cho không ít người Việt Nam buồn nước Nga, buồn lãnh đạo Putin. Cái quy luật mã tầm mã như tầm nghiêu vẫn luôn luôn đúng, và Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt bàn lãnh đạo Nghệ An,
đã dựng lên một cái đống rác mới của nhân loại, đó là công trình tượng Lenin ở trung tâm thành phố Vinh. Những cái điều vừa kể để chúng ta thấy rằng để trả lời câu hỏi Việt Nam sẽ ra sao dưới thời tài trị của Tổng Bí thư Tô Lâm thì hãy nhìn vào nước Nga để hình dung ra Việt Nam. Tô Lâm nắm quyền và độc tài như Putin ở nước Nga hiện nay. Ở đó, bộ máy nhà nước từ cao xuống thấp đều là những cái nhân vật thân cận của Tô Lâm nắm giữ. Nhân dân sẽ bị bịt miệng và không có quyền. Nhưng hiện nay, trong khi đó, những cái miếng mồi béo bở nhất của nhà nước Việt Nam sẽ rơi vào các cái phe cánh thân hữu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và một cái làn sóng mới của những cái người giàu có cũng như những người khoa học thức của Việt Nam sẽ lũ lượt đi ra nước ngoài, trong khi nước Nga còn có dầu để hút lên để bán. Việt Nam thử hỏi chúng ta có gì? Có lẽ chỉ còn đất nước, không lẽ người ta mang đất nước đi bán cho ngoại bang? Một cái đất nước như thế, thử hỏi quý vị rằng nó làm gì có tương lai cho con cháu của chúng ta? Theo giới phân tích, kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo gương Tập Cận Bình thâu tóm gần như toàn bộ quyền lực về phe đảng và cá nhân ông ta, và mọi con mắt đều hướng tới Tổng Bí thư, cuộc chiến vì chiếc ghế này trở nên khốc liệt trong cái tình cảnh nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đấu đá, chém giết, đấm máu. Vai trò của nhà nước và chính phủ trở nên mờ nhạt. Chính ông Trọng từng khẳng định sự phát triển kinh tế không quan trọng bằng sự tồn vong của chế độ. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể để quý vị thấy tương lai của Việt Nam không mấy chốc sẽ biến thành nước Nga, rồi có thể trở thành Bắc Triều Tiên hiện nay. Theo đó, cùng nền cộng sản Việt Nam nơi đang xảy ra những cái cảnh cắn xé dữ dội có thể giúp cho quý vị nghĩ về cái tương lai bất định của đất nước và dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, liên tục chương trình một góc nhìn khi nhìn trở lại những cái đánh giá liên quan tới việc ông Võ Văn Thưởng phải ra đi. Nhiều quý vị đã biết công luận cho rằng ông Võ Văn Thưởng làm cái nạn nhân của Bộ Công an. Ít người biết rằng có những ý kiến cho rằng thời điểm đó Bộ Công an cũng là một mục tiêu hạ bệ của những thế lực trong đảng. Tại sao lại nói như vậy? Chúng tôi quay trở lại một cái bài phân tích từ đầu tháng 3 năm 2024 của giới phân tích quốc tế khi cho rằng khủng hoảng chính trị ở Việt Nam đã đến một cái đỉnh điểm căng thẳng. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng chế độ mà đảng toàn trị là một tổ chức có trí tuệ mà chỉ có những quan chức tham nhũng làm xấu hình ảnh của chế độ mà thôi. Tuy nhiên cho tới khi Đảng Cộng sản Việt Nam nhận ra rằng tham nhũng là nguy cơ làm sụp đổ chế độ, đảng đã quyết định chống tham nhũng tới cùng. Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới phân tích quốc tế, họ đã vận dụng trí tuệ, đó là cái sự khôn ngoan chính trị để chống tham nhũng ở vùng cấm, trong khi giới quan sát và công luận Việt Nam cũng như quốc tế cho rằng diễn một cái vở kịch cuối cùng trước khi họ sẽ phải thay đổi. Theo đó, cần phải xem xét lại một cái giả thuyết thay thế, đó là ai đã hạ bệ Võ Văn Thưởng với cái mục đích để buộc Bộ trưởng Công an Tô Lâm phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Theo đó, nếu Bộ trưởng Công an Tô Lâm bị buộc phải rời khỏi Bộ Công an, trong khi người kế nhiệm ông Dày Công Ươm Chồng không được Bộ Chính trị lựa chọn cho ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, và điều đó có thể gây ra những sự tổn thương về mặt chính trị rất lớn đối với Bộ trưởng Tô Đại Tướng trước những cáo buộc ông Lâm dính líu vào nhiều vụ tham nhũng lớn. Và thưa quý vị, trong cái bài phân tích của giáo sư Jantari Abuja, sau khi ông Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức, trong cái bài bình luận với tiêu đề chính xác những cái điều gì đang xảy ra đối với Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng, theo giáo sư Jantari Abuja từ Hoa Kỳ đưa ra những nhận xét khi cho rằng ngày 20 tháng 3, chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong phiên họp bất thường đã bỏ phiếu chấp thuận một cái đơn từ chức của ông Võ Văn Thưởng. Điều đó đánh dấu một cái sự sụp đổ một lãnh đạo mới nổi lên của Việt Nam, đồng thời đánh dấu một cái sự sụp đổ của một cái hình tượng
được xem là có nhiều triển vọng. Những cái biến cố vừa kể cho thấy những cái rủi ro của chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc họp bất thường của Quốc hội diễn ra ngay sau đó, đã chấp thuận đơn từ chức của ông Thường, nhưng họ không thể chọn được với người kế nhiệm. Chọn Võ Văn Thưởng và bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, vì thế nắm quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu chọn một cái Chủ tịch nước mới. Vẫn theo tác giả cho hay, không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào cho thấy ông Thường sẽ là người bị trừng phạt cuối cùng trong chiến dịch chống tham nhũng. Mà thời điểm đó, người ta đã hạ bệ một loạt các nhà lãnh đạo cấp cao của quốc gia độc đảng này trong những cái năm gần đây. Việc miễn nhiệm hai phó thủ tướng, hai chủ tịch nước và một ủy viên khác trong Bộ Chính trị, cũng như việc xử lý một số bộ trưởng, cựu bộ trưởng, các lãnh đạo, bí thư, chủ tịch các tỉnh kể từ cuối năm 2022, suy giảm về lợi thế trong vấn đề ổn định chính trị của Việt Nam và một cái khuôn mẫu thu hút đầu tư nước ngoài, và điều đó đã khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam đã chao đảo. Những cái đồn thổi về sự ra đi của ông Võ Văn Thưởng bắt đầu kể từ ngày 14 tháng 3 khi quốc vương Hà Lan đưa ra những cái thông báo hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan tới Việt Nam từ ngày 19 tới 22 tháng 3 theo đề nghị từ phía Việt Nam với lý do tình hình nội bộ rất phức tạp. Lập tức trên mạng xã hội Việt Nam, người ta đã nhanh chóng lan truyền những tin tức khẳng định rằng ông Võ Văn Thưởng đã nộp đơn xin từ chức liên Bộ Chính trị. Ông Thưởng làm viên Bộ Chính trị thứ tư bị buộc phải từ chức kể từ tháng 12 năm 2022, đã khiến cho số thành viên Bộ Chính trị giảm chỉ còn 14, một cái con số ít nhất kể từ năm 1986. Khi công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam bắt đầu. Thưa quý vị, xin nhắc lại đây là cái bài viết vào thời điểm ông Võ Văn Thưởng bất chức mà ông Vương Đình Huệ vẫn điên đồn. Theo giáo sư Zakaria Buja, việc xử lý các cái quan chức tham nhũng đã phơi bày sự thực các lãnh tụ của Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng được một số học giả mô tả làm cái nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù ông Thưởng giữ các vị trí phụ trách về vấn đề tư tưởng trong đảng, mà ông Thưởng không phải một nhà tư tưởng. Tác giả thừa nhận trước khi trở thành chủ tịch nước vào tháng 3 năm 2023, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị phế truất, ông Thưởng là trưởng ban tuyên giáo trung ương, đồng thời dẫn dắt hay gọi là người đứng đầu hội đồng lý luận trung ương, một cái nhóm chuyên gia tư vấn cho tổng bí thư Trọng. Nhưng đó là sự thay đổi công việc giữa sự nghiệp, một cái phần để làm đẹp danh tiếng. Ông Thưởng chắc chắn không phải là một cái nhà tư tưởng của đảng, cũng như không phải là một quan chức cộng sản chỉ biết tuân lệnh như một vài người cáo buộc. Trong giai đoạn 2011-2014, ông Võ Văn Thưởng là bí thư Quảng Ngãi trước khi chuyển về thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, trở thành phó bí thư thành ủy dưới thời ông Lê Thanh Hải, một người được cho rằng là trà đỡ đầu rất ít những vấn đề về sự phát triển kinh tế bất động sản ở thành phố Sài Gòn mà Võ Văn Thưởng không thể không biết. Thậm chí những phương án phê duyệt thông qua cũng có ý kiến của Võ Văn Thưởng. Bất chấp những cái việc ông Võ Văn Thưởng nắm cái vai trò lãnh đạo ở một cái thành phố lớn nhất miền Nam cởi mở, ông Thưởng đã được lãnh đạo Hà Nội đưa ra Hà Nội chủ yếu để giúp phơi bày, lật tẩy các quan chức đảng viên tham nhũng trong bối cảnh chính quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn giành lại khả năng kiểm soát miền Nam. Năm 2016, ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm vào Ban Tuyên giáo Trung ương và được đưa lên Bộ Chính trị vào năm 2020. Tới năm 2021, ông Thưởng ngồi vào Ban Bí thư, một cái bộ máy phụ trách các cái hoạt động hàng ngày của Bộ Chính trị. Những cái điều vừa kể theo tác giả Zachary, ông Thưởng rõ ràng đang được chuẩn bị một cái nhiệm vụ lớn hơn. Võ Văn Thưởng làm cái người sinh năm 1970, là người trẻ nhất trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, và nhiều chuyên gia đã nhận định rằng
ông Thường có khả năng trở thành người kế nhiệm cho Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026. Đặc biệt Võ Văn Thường là một người miền Nam duy nhất trong số các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản hiện nay. Đối với một cái đảng đang ở đất xa và thiếu kết nối với một thế hệ trẻ Việt Nam, việc ông Trọng chọn một cái nhân vật Tổng Bí thư trẻ hơn có những cái logic nhất định. Thậm chí nếu Thường không được bầu ở Đại hội 14 thì Thường cũng có thể ngồi những cái vị trí tốt để tiếp quản việc lãnh đạo của Đảng ở Đại hội 15. Tóm lại, sự sụp đổ của Võ Văn Thường được coi là một sự bất ngờ và khá ngoạn mục. Và thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng đó là câu hỏi ai đã hạ bệ ông Võ Văn Thường và lý do tại sao? Theo tác giả Gia Gia Đình, vậy ai muốn ông Thường phải ra đi và tại sao lại như vậy? Theo đó, ông Thường thường được mô tả làm cái đệ tử trẻ tuổi của ông Nguyễn Phú Trọng, một cái nhân vật đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đầy quyền lực. Và điều này lẽ ra phải mang lại cho ông Thường một số sự bảo vệ cần thiết. Cần phải lưu ý rằng ông Thường từ chức, đó là kết quả của một điều tra cách đây 13 năm, thời ông Thường làm bí thư Quảng Ngãi trong giai đoạn 2011 tới 2014. Điều vừa kể theo tác giả là cho thấy các đối thủ trong đảng sẵn sàng đào sâu tới một cái mức nào đó cần thiết để hạ bệ Võ Văn Thường. Và điều đó trở thành những cái tiền lệ đối với bất kỳ một cái quan chức cấp cao nào nếu họ cần hạ bệ. Và tất cả các con mắt nhanh chóng đổ dồn vào Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Không phải ai cũng vui khi Bộ Chính trị bầu chọn Võ Văn Thường ngồi chiếc ghế chủ tịch nước vào tháng 2 năm 2023. Theo giới quan sát, một cái người ít vui nhất có lẽ là Đại tướng Tô Lâm, một cái người được coi là giữ chức chủ tịch nước làm cái con đường để ông Tô Lâm có thể tẩy trắng những cái vụ bê bối của ông ta, trong đó có cả việc ông Tô Lâm bị bí mật quay phim ăn một cái món thịt bò mít tết giáp vàng trị giá 1.000 đô la Mỹ tại cái nhà hàng nổi tiếng ở London của một cái đầu bếp nổi tiếng, ông Serbin. Sau khi ông này đặt một cái vòng hoa tại mộ của Karl Marx, một lãnh tụ của giai cấp vô sản. Trong khi đó, tháng 4 năm 2023, 4 tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn vì vận chuyển 11kg ma túy bất hợp pháp từ Pháp về Việt Nam. Có những cái cáo buộc cho rằng một trong số 4 tiếp viên này được đồn là cháu gái của ông Võ Văn Thường. Theo tác giả Zachary, ở một cái đất nước được biết đến với việc họ sẽ nhanh chóng tuyên án tử hình đối với các cái tội phạm ma túy, vậy mà cả 4 siêu đại viên hàng không của Vietnam Airlines đã nhanh chóng được thả tự do với một sự trừng phạt quá nhẹ nhàng. Thông điệp đối với ông Thường đã không thể rõ ràng hơn. Những cái vụ bê bối của mình dường như đang ngăn cản ông Tô Lâm có thể đua tranh để trở thành Tổng Bí thư tiếp theo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng rõ ràng vào thời điểm đó, chức vụ chủ tịch nước sẽ giúp cho sự nghiệp chính trị của Tô Lâm, đặc biệt nếu Tô Lâm đảm bảo rằng đệ tử của ông ta, đó là Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang, sẽ ngồi chiếc ghế bộ trưởng. Trong bối cảnh đó, việc ông Tô Lâm săn đuổi những cái đối thủ chính trị, những cái ứng viên trên đường đua vào chức vụ Tổng Bí thư làm cái điều cần thiết. Người tiền nhiệm của Tô Lâm đó là ông Trần Đại Quang tiếp tục giữ cho mình một cái văn phòng làm việc tại Bộ Công an, mặc dù đã trở thành chủ tịch nước vào năm 2016. Điều đó đã khiến cho Tô Lâm trông đợi tiếp tục có ảnh hưởng đối với cái bộ đầy quyền lực để có thể kiểm soát các cái đối thủ, bảo vệ đế chế doanh nghiệp đang lớn mạnh của gia đình Tô Lâm. Trong nhiều năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng Tô Lâm và Bộ Công an nhắm vào các thành viên phe phái đối thủ, đặc biệt ông Nguyễn Xuân Phúc, một cái kẻ thách thức cạnh tranh ngôi vị Tổng Bí thư với ông Trọng năm 2022, đã bị ông Trọng hất đặt vào tháng 2 năm 2023. Và tiếp theo hành trước lãnh đạo khác, những người có gắn bó với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị hạ bệ trước đó một cách có hệ thống. Đó là lý do
Ông Tô Lâm đã trừ khử các đối thủ chính trị của mình ngày một nhiều, và việc miễn nhiệm đối với ông Võ Văn Thường theo các quy định hiện hành của Đảng trong các thành viên của Bộ Chính trị hiện lúc đó chỉ còn những cái ứng viên có đủ điều kiện, đó là bà Mai, ông Huệ và ông Chính. Bà Mai là một người có năng lực, có kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực, và bà Mai được đánh giá khá trong sạch, và Trương Thị Mai được tích lũy một cái quyền lực chưa từng có đối với một phụ nữ trong chính trường do nam giới Việt Nam thống trị. Ở tuổi 65, bà Trương Thị Mai đã từng nói rằng bà ít quan tâm tới cái việc sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Trong khi đó, có rất nhiều những cái cuộc điều tra về tham nhũng liên quan tới ông Phạm Minh Chính, và ông Chính đã từng phải viết bản tự kiểm điểm, tự phê bình. Cũng có những tin đồn, và thưa quý vị, nhắc lại vào cái thời điểm ông Huệ Trường mất trước, giáo sư Zachary biết rằng cũng có những cái tin đồn cho rằng ông Huệ cũng đang bị điều tra, và nếu Vương Đình Huệ bị buộc phải từ chức thì Tô Lâm sẽ trở thành một cái nhân vật cuối cùng còn trụ lại và dễ dàng chuyển sang ghế tổng bí thư. Một cách rộng rãi, giới truyền thông đã xem Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Công an Tô Lâm có nhiều khả năng trở thành một cái nhân vật quyền lực cao nhất của Việt Nam vào năm 2026. Nhưng đó là một cái điều có cần thiết hay không khi ông Tô Lâm không muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước? Theo tác giả, cho hay chủ tịch nước thường được xem làm cái vị trí mang tính trang trí và lễ tân, nhưng nó là một trong những cái tứ trụ của việc lãnh đạo tập thể. Và nếu chủ tịch nước chọn sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình, đặc biệt thông qua một cái mạng lưới những người được bảo trợ của ông ta, nó có thể làm cái vị trí quyền lực cao. Ví dụ như ông Lê Đức Anh, ông Trương Tấn Sang đã chứng minh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công an là một thứ mà chủ tịch nước không có, đó là quyền điều tra. Nói tóm lại, ông Tô Lâm không cần làm chủ tịch nước để làm một cái bước đệm cho việc trở thành tổng bí thư. Nếu đó là mục tiêu của ông Lâm có thể sử dụng cái vị trí hiện tại hiện nay để giữ cho các đối thủ của mình phải ở thế phòng thủ và bị động. Mặc dù Quốc hội có thể không ủng hộ việc ông Tô Lâm giữ chức chủ tịch nước cũng như tổng bí thư, và nhiều khả năng hơn Tô Lâm không thể đảm bảo việc đưa cấp phó của ông ta, đó là Thượng tướng Lương Tam Quang, vào Bộ Chính trị, một cái yêu cầu bắt buộc để trở thành Bộ trưởng Công an. Vì thế, chức vụ chủ tịch nước vẫn nằm trong tay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là như vậy. Chúng ta cần phải xem xét một cái giả thuyết thay thế, đó là ai đã hạ bệ ông Thường để buộc ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước. Thưa quý vị, đây là một cái phát hiện tương đối mới, bởi lý do nếu ông Lâm bị buộc phải rời khỏi Bộ Công an, trong khi người kế nhiệm mà ông Lâm dày công ơn chồng không được lựa chọn vào Bộ Chính trị, thì ông Lâm dễ có thể bị tổn thương về mặt chính trị trước những cái cáo buộc tham nhũng từ trước tới nay. Ông Tô Lâm đã chịu những cái cáo buộc tham nhũng rất lớn, đặc biệt trong cái vụ Mobilephone mua 95% cổ phần của AVG. Với cái việc số thành viên của Bộ Chính trị vào cái thời điểm đó giảm xuống chỉ còn 14 người, một con số thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Điều đó đã cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một cái sự bế tắc trong cuộc chiến phe phái. Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm khởi động một cái chương trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 với hai phiên họp chủ bị về văn kiện và nhân sự tổ chức vào tháng 2 và tháng 3 vừa qua, bằng việc vũ khí hóa chiến dịch tham nhũng, Tô Lâm đã làm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể kiểm soát được chiến dịch này, mà dẫn tới việc ông Tô Lâm hạ bệ hàng loạt các đối thủ lẫn đệ tử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điều minh chứng. Thưa quý vị, xin nhắc lại, đây là cái bài bình luận viết vào thời điểm ông Võ Văn Thưởng mất chức vào cuối tháng 3, khi ông Vương Đình Huệ vẫn tại vị. Những cái điều vừa kể cho thấy có những thế lực trong Đảng đang ép Tô Lâm phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước để gây ra những cái khó khăn cho Tô Lâm. Trong thời điểm hiện nay,
có những cái ý kiến cho rằng ông Tô Lâm đang khó khăn và có những cái biểu hiện thoái lui. Đó là việc Trung tướng Tôn Sô mới đây cho biết bản chuyên án của Bộ Công an báo cáo Tổng Bí thư và nhận được các chỉ thị từ Tổng Bí thư. Điều đó cho thấy ông Tô Lâm thể hiện một vai trò là người giúp việc cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại sao lại có một cái điều bất thường như vậy? Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong các chương trình sau. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.